rồi. Kêu rồi. Cái gì đây? Đâu? Kêu rồi. Từ từ này, tôi nghe tôi chuẩn xem nó ở chỗ nào đó nhá. Nó chỗ đấy đi. Đừng chỗ này này. Đừng, to lắm. Nghe lại nào. Ôi đấy, vẫn nghe rõ rồi. Đúng như đấy rồi. Này, nỗ thở nó này. Ôi trời ơi. Kìa. Quay gần vào kìa. Ôi. Ôi. Gì đấy? Tâm. Anh em mình hôm nay tiếp tục bắt cá rồi nhá. Hả? Cá này không có à? Ui cá này. Ôi giời ơi, có cá gì ở dưới đấy? Có chạch kìa, kia có cái chạch kìa. Chạch không? Ui trắng tinh này. Không. Ui cha mẹ trắng tinh. Chạch quá. Ui, cái gì đổ đất đâu, đất đấy? Hả? Ui, em ơi! Cái gì đây? Ui, cẩn thận anh ơi! Cái gì đây? Vừa chỗ này xong rồi! Hả? Ui, cái gì to như thế này này! Đâu? Vừa chỗ này xong rồi! Hả? Đập chảy mắt! Ui! Đâu? Máy chỗ ở đâu? Tít này này! Kêu rồi anh em ơi! Ôi, kêu rồi! Ôi, kêu rồi! Nó chui trong này rồi, Nghe xem nào. Đứng xem nào, không đứng gọn anh em. Đứng gọn anh em. Nó bỏ nha, bỏ đi. Ơ không được, vô kiểu kia. Đây xem nào. Ui. Từ từ này, tôi nghe tôi chuẩn xem nó ở chỗ nào đó nhá. Nó chỗ đấy đi. Ui. Đừng chỗ này này. Đây này. Rồi, kêu đây rồi. Anh Nhuận bỏ đi xem nào Nhuận này. Đứng xa nào anh em. Ok, để anh cái chỗ này. Anh em ạ. Anh lấy thêm cái thuỏng nhá. Rồi lấy cái thuỏng đi. Ui. Ủa dấu vết của lông gà này. Hả? Có lông gà rồi. Nó trong ngầm này rồi. Không ngờ mày rồi anh em ạ. Ui, đợt cứng lắm. Lấy cái xuống. Đấy. Ôi, xuống đây. Xuống đây. Đây. Đứng ở trên mà thả. Khoan đâu. Ôi. Cái mạch đây rồi. Bổ đi. Thả trên cái xuống đi, hết cái tầng này này. Đấy, cứ để đấy, móc cho đây. Nó nằm trong đấy mà. Nó nằm trong này thôi. Mình cứ giả bỏ cái chỗ mà đúng chỗ mà mình dò được ấy. Nào, sắp đi. Nó cứ gù to không Chiến? Gù luôn, to lắm. Nghe lại nào. Ôi đấy, vẫn đấy. Nghe rõ rồi. Đúng như đấy rồi. Này, nỗ thở nó này. Nỗ thở kìa. Nỗ thở đây. Thùng hơi rồi, cho vào. Bụp luôn mà. Ôi, nỗ thùng hơi vẫn vào này. Đan sâu vẫn trong. Ôi, lông gà này, xuất hiện lông gà này anh em ạ. Này, nó to đấy nhỉ. Đấy. Bộ bữa này nó đi. Hàng to đấy nhỉ. Đưa lông gà. Nhá.
Đấy, kêu là kiểu gì cũng có rồi. Cẩn thận đi nhá. Gõ cho một hộp cái thủng đéo đi. Ui, hộp ơi. Núm chưa? Núm rồi. Núm rồi. Kéo hộp không ạ? Đấy, trả cái góc ra cho nó động. Cho hai cái sừng ra. Làm gì nó trong cái bờ to thế nhỉ? Để có lục cục này. Lâu lắm nhỉ, dày nhỉ. Nó phải ẩn trong hang sâu này. Dày chuyện bình thường. Thấy chưa? Ui, ui dồi ôi. Đấy. Ui đây. Cho đi. Thấy chưa? Cái bịch đấy. Cái gì ấy? Chai. Ui. Cái gì ấy? Trùng. Ui, thu nó to này. Trùng hổ. Ui, to vậy. Nó to chứ. To kinh khủng luôn. Bên này đất. Ui, đất cứng. Đừng nghe đâu, bồ phế. Ấy. Máy báo hiệu đâu mà nhỉ? Máy báo hiệu rồi. Hay là không có? Hả? Không, nghe thấy bố. Hay nó dò được cả cái con run này. Hay nó dò run đi. Để ông dò con run thôi. Run to vậy mà. Máy báo hiệu rồi. Thế thôi đi anh em ơi. Không có đâu. Mất công đào rồi. Cứ đào sâu một tí nữa xem nào. Chiến mũi đào ra. Đào tiếp cho chồng. Đấy, chỗ đấy. Kêu chỗ đấy đấy anh ạ. Ui. Làm gì thế? Hay nó nắm run nó kêu ấy. Ừ, nhiều run quá. Anh em này, đây, đưa cái đường này xuống. Đưa đường, đây em thay. Sao đây, quốc bố, đây quốc bố. Lâu nhỉ. Ui, toàn run to ai. Ui, vẫn có tiếng ồ, anh em không phải run đâu. Ôi, cái gì đây? Ôi, con gì kìa? Ôi, cái đâu? Đây. Ôi, con gì đây? Ôi, cái con gì đây? Ui, có phải rồng không anh? Con rồng à? Ui, mẹ ơi! Rồng đất anh em ơi! Con gì ơi? Con rồng! Ui! 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 Rồng đất à? Ui, kinh quá! Ui, ôi này! Ui, có gì? Vào cái rồng này rồng à? Đi lên anh! Sẵn ăn thịt đi anh em ạ! Ui, làm giặt cá mình! Con gì kinh thế? Sợ quá! Con gì vậy? Ui! Chưa biết được! Gớm thế, dạ nó nào đấy. Ủa, con cá hay sao ấy? Cái cua cáo này nó anh nhá. Đấy, cua cáo này. Ủa, nó cuộn khoanh ở kia kìa, nhìn trắng tinh kìa. Ui, tinh luôn kìa, thấy chưa? Đục ở dưới anh ạ, đục ở dưới. Ui, ui. Mà dưới. Đấy, ui. Ui, ui. Một khoanh thật nít. Ui, ui, ui. Ui, trời ơi. Con này khổ rồi. Ui, kìa. Sao mà thế? Quay gần rồi kìa. Ui, ui. Nhìn này. Gì vậy? Ôi gì đây? Ui ui, nhìn này. Ui vậy đâu mà. Ui con đéo nhau quá. Con gì đâu mà. Ui nó ăn thịt gà này, nông gà con này. Ui nông gà kìa. Ui ui. Ui ui. Ui ui ui. Kinh quá anh. Wow. Chưa thấy cái đầu nó đâu mà biết con gì nhỉ. Ui ui. Gớm chưa. Ui ui nhìn này. Ui ui nhìn. Ui cha mẹ ơi. Ui nhìn này. Mẹ to lắm ạ. Ui. Ui ui. Ui ui. Ui ui. Nó cựa đâu ạ? Uốn động lại rồi. Kỉnh quá. Sao chỗ này? Qua đâu, qua đâu. Ui nó cựa động ấy. Cựa động. Ui, đổ lắm. Ui kìa. Ui, nó dò đầu ra đây. Ui, cái thằng nó cắn đấy. Cái đầu kìa. Ui, nó đầu. Ui, nó ra kìa. Ui. Ui, cái đầu ra anh em ơi. Ui, nó gọn mình kìa.
Ui, con chăn khổng lồ rồi phải không? Chăn. Nó màu vàng kìa. Ui, cắn đấy. Ui, nước khỉ anh em ơi. Cầm đũ lên kìa. Ui, nhìn này. Ui, giời ơi, con này phải mấy tạ. Nó cuộn quanh kìa. Ui, cái ổ nó kìa. Ui, giời ơi. Sợ quá anh ơi. Ui, nhìn trâu khiếp chưa? Ui, sợ quá ơi. Ui, cái thằng đấy. Nó ra rồi. Đúng ra. Nó ra rồi. Ui. Thế. Ui. Ui dài thế. Ui mãi không hết kìa. Hết chưa? Chưa, vẫn chưa hết. Ôi trời mẹ ơi. Anh ơi, đào trúng ổ chăn không? Đúng chăn đang ngủ đông anh ạ. Ui, nó đúng ở kia. Này. To thật khổng lồ luôn nhỉ. Quá khổng lồ luôn mọi người. Ui, con chăn to lắm. Đào được con chăn. Ui, cái nỗ này. Cái nỗ to ra ngoài, nó ngủ đông lên này. Nhận kín luôn nhỉ. Ui, nó khoanh kìa. Ui, nhanh nhanh. Ok. Nhanh đâu nữa kìa. Con Quỳnh, nó bò ra đây. Dài thế. Ui, nó cá lại. Chơi anh em ơi, nó té bổ đấy. Quỳnh, con này rất to mọi người nhá. Anh em mà chạm chán ngay con chăn khổng lồ kìa. Nó làm một cái nỗ lên này. Nhìn này, ui cái lỗ này. Khiếp dã man luôn. Ui. Làm sao rồi? Hả? Anh sờ nó xem, anh sờ nó thử. Cái này xuống khênh như này kìa. Đây nhá. Ôi đừng cãi, cứ cãi đi. Được anh. Bắt đây, không bắt nó còn làm gì đâu. Ui cái tổ nó nhặn chưa này anh em ơi. Này. Cái hang kìa. Nó phẳng lý cái hang luôn. Nhìn anh. Ui giời, con chăn nó to vậy. Thế. Nó cuộn lỗ đây, nó ngủ đông ở đây nhỉ. Thín thỉn luôn, kinh thật. Em bảo nhá, anh em đi bắt cá gặp ngay con chăn khổng lồ mọi người ạ. Không ngờ nó to vậy luôn này, đấu này. Ui, ông đo thử ra xem nó vào bao nhiêu. Chín bước kìa, chín đây. Ui. Bước kìa. Chắc phải là 4-5 mét nhỉ. 5 mét. Cái gì? 5 mét, nó đang cong này này. Con này phải 6 mét. 4 bước là 4 mét rồi, chứ nói cong. Con này phải 6 mét. Ừ. Đây này, công tính từ đây. Đây nhá. 1, 2, 3, 4. Đây là 5 mét rồi. 5 mét. Nó còn đang cong cong này. Bỏ ra đừng sờ đuôi nó. Đấy bỏ nhá, con chân này con chân khổng lồ nhá. Thôi, anh em đi vào đi. Bắt gì con này hả? Đi. Tôi bắt gì cả đi. Thôi nó cắn ra kìa, nó sợ nó cắn ra đấy. Thôi đi cá chim đi. Thôi đi cá chim đi. Kinh quá. Ngã to khổng lồ luôn. Rất mình nhìn. Thôi vào đây. Kìa, đi lên trên đầu cái đánh cá trên kia kìa. Nhìn, cái cống trên kia. Thôi nhá. Anh em xin phép chào tất cả các bạn, hẹn các bạn trên video nhá. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá.